trùng rợn những con tàu ma khiến bạn dựng tóc gáy ngay lập tức. Chúng từng biến mất rồi xuất hiện sau hàng chục, thậm chí hàng trăm năm sau ngày mất tích. Trong lịch sử ngàn năm, ngay ngang hải đã chứng kiến rất nhiều những trường hợp tàu mất tích rồi xuất hiện sau đó hàng chục, thậm chí hàng trăm năm. Vì trên đó không một bóng người nên người ta gọi chúng là những con tàu ma. Chuyển thuyết về con tàu mang quái người Hà Lan bay, có lẽ người Hà Lan bay Flying Dutchman là con tàu để lại ảnh hưởng sâu rộng nhất con tàu này đã mất tích ở mũi Hảo Vọng vào năm 1641 do bão, khiến tất cả những thủy thủ đoàn trên biến mất không còn ai. Theo người dân địa phương, mỗi khi nơi đây có bão, nếu nhìn vào mắt bão, có thể nhìn thấy hình ảnh của con tàu ma quái và vị thuyền trưởng Van der Dicken đang la hét điên dại. Năm 1872, một con tàu được tìm thấy trên đại Tây Dương và bị trôi giạt vào bờ biển gần đó. Trên tàu, mọi thứ đều như mới và thậm chí lương thực đủ dùng cho 6 tháng. Sau đó, người ta xác định đây là tàu buôn Maricoles bị mất tích bí ẩn cách đó hàng chục năm. Thế nhưng nguyên nhân mất tích và lý do trở lại của nó vẫn đang làm các nhà khoa học điên đầu. Đây là con tàu được nhà thám hiểm Carolina Dering tìm thấy trong tình trạng bị mắc cạn tại vùng biển Cape Heras, khu vực nổi tiếng với các vụ đắm tàu vào năm 1921. Khi tiếp cận, trên đó cũng còn đầy đủ lương thực thực phẩm, thậm chí một bữa ăn còn nóng đang được dọn ra nhưng không có một bóng người vào năm 2006, lực lượng phòng vệ bờ biển của ý đã phát hiện ra con tàu với một bữa ăn cho vài người được dọn sẵn, bên cạnh là áo quần và một số vật dụng khác còn khá mới. Được biết, con tàu này có tên là Bellomere xuất hiện trước đó vài chục năm là một con tàu du lịch chưa được đăng ký và ngạc nhiên hơn là trên đó không có một bóng người. Cách đây ít lâu, một người đã tìm thấy ở bờ biển úc một chiếc tàu mang tên 2m6 được cho là của đài loan. Khi lên tàu, người này nhìn thấy có hàng tấn hải sản đang bốc mùi, nhưng tuyệt nhiên không có một ai, dù tàu không có dấu hiệu bị tấn công. Cũng năm 2006 tại Úc, người ta phát hiện thấy một chiếc tàu lớn mang tên Gen trôi dạt vào vùng biển gần Queensland, cũng như những con tàu trên, trên đó không một bóng người nhưng có rất nhiều gạo và tình trạng tàu vẫn còn khá mới, cuối cùng nó bị tiêu hủy do không ai đến nhận mình là chủ sở hữu. MV Joyita là con tàu đã mất tích ở phía Nam Thái Bình Dương cùng 25 hành khách và thủy thủ đoàn. Nó được tìm thấy sau 5 tuần và rất nguyên vẹn, ngoại trừ việc bị chìm một nửa, 4 tấn hàng hóa và toàn bộ phi hành đoàn mất tích bí ẩn. Một chiếc du thuyền của ba công dân Úc xuất phát ngày 15 tháng 4 năm 2007 với mục đích thám hiểm ven biển. Tuy nhiên 3 ngày sau nó đã bị trôi dạt vào bờ, trên đó vẫn còn thức ăn nóng được làm sẵn nhưng lại không còn một bóng người. Vào tháng 10 năm 1917, con tàu ba cột buồm The đã được tìm thấy ở bờ biển miền Nam nước Anh với đầy đủ lượng than nhập từ Pháp. Tuy nhiên, tất cả các thủy thủ đoàn đã biến mất không dấu vết và đến nay vẫn chưa được tìm thấy. Bechimo là một con tàu khá nổi tiếng bị mắc kẹt trong băng vào năm 1931. 40 năm sau, những thủy thủ báo cáo đã nhìn thấy con tàu này trôi dạt ở vùng biển Bắc Cực. Lần cuối cùng Bechimo xuất hiện là vào năm 1969 khi bị mắc kẹt trong băng ở bờ biển Alaska. news kênh thông tin giải trí chọn lọc hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào